Hey, chào các bạn, lại là mình đây, Tâm Chè đây các bạn ơi. Mình đang ở trên đường Nguyễn Huệ nè mọi người, ngay cầu Tân Hữu. Đây, ngay chỗ vật liệu xây dựng Lê Quân nè mọi người. Vẫn thanh đang cái tàu đi ăn cuốn riêu. Không biết, ông vô ông kêu nhiều thì không biết nha. Chỗ này thì sáng bán từ 11 giờ các bạn ơi, cho tới tối, chừng nào hết thì thôi nha. 15.000, 20.000. 15.000 thì không có khoanh các bạn, 20.000 thì có khoanh. À 25.000 có khoanh hả? À ông chủ. Ông chủ à. Ông chủ đẹp trai nữa các bạn ơi. Thanh ra cái tàu em kêu mấy tô rồi bạn Hiền? 8 tô. 8 tô hả? Ông ăn hết không? Ông kêu dữ trời, tiền đâu trả mới trả. Không có tiền trả thì ai để ông lại ông rửa tô nha. 8 tô. Ông kêu 8 tô. Ê, để review cho các bạn xem mồi quên rồi, mồi nhiều lắm nè các bạn. Tức là có khoanh thì 25.000 các bạn nha. Đây nè, cho các bạn coi nè, nước súp chà ba lửa luôn đây thì chưa thấy nồi nước súp không, như vậy là hết rồi, cái em nó chăm ra ngoài các bạn nha, chứ không phải có nhiêu đây nha mọi người. Ngày bán ở đây được cỡ nhiêu tô bún trên thịt chay? 3 mấy ký. À 3 mấy ký bún, như vậy thì bán chừng nào hết thì thôi ha. Sớm nghỉ sớm, bắt đầu từ 11 giờ ha. 11 giờ 10 rưỡi có rồi. Rồi 10 rưỡi có các bạn, ngay cái dốc cầu Tân Hữu nha các bạn. Có gì ủng hộ cho quán bún riêu mình nha. Đúng rồi, 15.000 tô bình thường hả? Rồi 20.000 thì có khoanh dừa heo. Rồi mồi nhiều. 25.000 khoanh dừa đầy đủ. Mồi nhiều lắm các bạn ơi, đây nè mồi nè, chả cá nè, rồi chả đòn nè, dừa heo nè, rồi chả lụa nè, rau nè, rồi rồi bún nè, rồi dây thun nữa. Thanh này cái tàu em đây các bạn ơi. Chào tất cả mọi người. Không thật rồi, ông kêu gì một bàn vậy ông Thánh? Mấy tô? 8 tô. 8 tô. Trời ơi. Vậy là bữa nay ăn hết này trong vòng là 40 phút bạn Hiền ơi. Trong vòng 40 phút là lụm triệu. Lụm 2 triệu luôn hả? À quên, nãy cáo kèo 2 triệu quên. Rồi các bạn ơi, trong vòng 40 phút nha các bạn, cho các bạn xem đồng hồ nha. 2 giờ 56 phút nha các bạn. 1, 2, 3, bom Thánh ơi. Bom luôn. Cho chăm mày dễ luôn đi. À quất. Tô đầu tiên các bạn ơi, ông làm 8 tô đó nha. Hết lụm 2 triệu các bạn ơi. Trong vòng 40 phút rồi các bạn. Hồi nãy 2 giờ 56 phút đó nha các bạn nha. Rồi tới 3 giờ là 36 phút. Tranh thủ ăn dữ ha Thánh. Muốn 3 phút hết trâu rồi các bạn. À, bà chè bà đi rồi bà chè bà đi phục vụ kìa, bà lấy nước kìa các bạn. Bà lấy nước đó đó đó, đúng rồi, bà lấy nước nha, xong một tô bà lấy nước rồi đó, lấy nước cho tô thứ hai á, sợi trước nó nở các bạn. Nở thè lè là chứ nó nguội khó ăn lắm các bạn nha. À, nở khó ăn lắm rồi các bạn nè, còn 6 nô nè. Ha, 2 nè, 4, 6 thấy không? Tô này nữa 7 nè, tô này nữa 8 nè. À. Không nêm đi luôn hả mọi người? Không nêm luôn hả? Đây không nêm luôn, dữ thiệt. Có gì ăn đó à, dễ nuôi lắm. Đem ra sao ăn vậy luôn. Thôi em múc trước chút đi cho nguội chứ còn nóng không ăn được. Thấy ghê thiệt, vô ông kêu 8 tô rồi tự ông kêu luôn á các bạn. Mình lo ở ngoài review, ngoài ông tự ông bơi luôn. Tự ông xử 8 tô luôn nha. Ghê thiệt.
giờ đồng hồ là 3 giờ 5 phút rồi các bạn. Nãy giờ ông ăn cũng được mới 9 phút các bạn. Nãy giờ ông ăn được 9 phút rồi nghe các bạn. 9 phút ông làm 2 tô mấy rồi. À, 9 phút ông làm 2 tô mấy rồi mọi người. Ừ. Con Diệu ngon không bạn Hiền? Ngon không? Rẻ không? Rau nhiều không? Rau nhiều luôn. Quán này là Thanh ăn cái tàu ăn từng ăn rồi các bạn. Thanh ăn cái tàu anh này từng ăn rồi, 6 tô các bạn ơi. Nè Thanh ăn cái tàu em thử thách với tôm chè luôn. 8 tô lụm 2 triệu. Mày lụm được 2 triệu không Thanh? Lụm luôn hả? Ghê vậy. Ghê thiệt. Nè Thanh không nói lụm 2 triệu tôm chè đó các bạn. Quyết tâm. Cỡ nào phải quyết tâm nha. Rồi em lại lấy tô cho ông Thánh đi, lấy tô nước cho ông Thánh đi. Lấy tô nước này cho ông Thánh, chia chăm nước cho ông Thánh. Bây giờ cái tô của bà chè, tô thứ này, tô thứ tư nè các bạn, tô thứ tư nè. Nha. Đó, tô thứ tư nè. Rồi, xong tô thứ tư. Hấp luôn. Hết luôn, hả cái miệng ra coi. hết chưa bạn Hiền, bơm vô cho hết luôn nha. Rồi để vô rồi, 3 tô các bạn ơi. Cái tô thứ tư nha mọi người, cái tô thứ tư nha. Bơm vô rồi bà chè, lấy tô đi rồi, lấy tô đưa qua đây, đưa cho bà chè đi múc. Húp vô bà Hiền ơi, húp vô bơm hết luôn rồi. Chào bà chè ha. Đây các bạn ơi, đây 4 tô xong rồi. 4 tô à? Thôi 4 tô rồi các bạn ơi. Rồi tới tô thứ 5 đây các bạn nha. Tô thứ 5 đây. Rồi cái tới tô thứ 8 hay vứt. Nay ngày thứ 7 đẹp đẽ, chúc Thanh ăn cái tàu vượt qua thử thách, lụm hay vứt đem về cho bà xã nha. Ừ đúng rồi, mời các bạn. Đó, chả đó các bạn ơi. Ừ, miếng da. Ừ. Đây có 8 tô, 2-3 tô mà nhầm cái gì. Cái mắm tôm nè mà ngon hết sức các bạn. Nào ông Thánh ông không thích ăn mắm tôm rồi, tôm chè phải lắm.
Con tôm này ngon lắm. Làm cho hết luôn rồi bạn, làm cho hết luôn, hết cho... à hết luôn rồi, để vô quyền ơi, để lên rồi. Câu thứ 5 các bạn ơi, xong rồi mọi người ơi. Bây giờ còn là 3 tô nữa nha. 3 tô nữa mà chè đang phục vụ đây nè các bạn, đó. Tô thứ 6. Tô này tô thứ 6 nha mọi người. Cần giấy lau không Thánh? Mới có 3:15 mà ông Thánh ơi, ông Thánh còn tới 20 phút nữa đó. Tô 3 phút, tô 7 phút nữa đó. Mới 3:15 à. Nãy giờ đồng hồ mới 3:15 đó các bạn nha. Nãy giờ ông Thánh nó ăn mất 20 phút à. Ông mệt, ông nghĩ gì lâu. Nghĩ gì lâu bù giờ cho ông luôn. Tô thứ 6 các bạn ơi. Mồi, mồi cũng như cũ các bạn ơi. Cũng chả cá, chả lụa, chả quế, chả đò. Như nhau mọi người ơi. Tô thứ 7 các bạn ơi. Dạ, các bạn. Chả đó, chả cá đó. Chả cá đó mọi người. Mai bảo mình ngủ đó là hả trời. Đây dạ. Gà heo. Quán giờ này cũng hơi đông đông nha mọi người. Đó, quán giờ này cũng hơi đông đông nha. Gần hết giờ nghe Thánh, 25 rồi nghe Thánh, còn có 11 phút nữa nghe Thánh. Câu thứ 7 chả y như vậy hả bạn hiền? Chả cũng y vậy hả bạn hiền? Ừ. Mời tất cả các bạn. Đây là miếng chả. Ừ. À, rồi đây là miếng chả nữa. Ừ. Rồi đây là miếng bún. À, rồi đây là cái muỗng. Mời tất cả các bạn nha. Mời. Ông Thấm đã muốn no rồi. Nhưng mà ông sợ, ăn không hết. Bỏ 2 triệu uổng các bạn, ông muốn no rồi.
Mời bà chè ơi, chan nước đây bà chè ơi, chan nước bà chè ơi. Chan nước. Mặn cho hết luôn. Hả cái miệng ông ra coi. Ừ, hết cái tô chưa? Ừ, trước đây. Rồi xong các bạn. Sắp vượt qua thử thách 2, 4, 6, 7 nha mọi người. Còn một tô cuối cùng. Tô này hai quýt nè Thánh ơi. Ờ, đây bà chè đem ra rồi đó các bạn. Rồi xong. Ông Thánh giờ ông hết ăn bún rồi, ý ổng không hết ăn rau rồi các bạn ơi. Rồi, chắc vượt qua thử thách rồi. Ôi 29, còn 7 phút nữa bạn Hiền ơi. Tô thứ 8 đây các bạn ơi. Ông... Ừ, đây là tô thứ 8. Xuống đánh 2 3 4 5 6 7. Rồi 8. Rồi 120.000 tiền hủ tiếu bì bu riêu. Chào tất cả mọi người nha. Tập về cho lâu rồi. Tạm biệt. Cảm ơn đồng sau mọi người. Bye bye.